Ok, chào các bạn, tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Chơi Coi Việt Nam. Trong cái video này thì Thiện sẽ cùng anh em nhìn nhận lại là nửa năm qua thị trường sẽ như thế nào. Và hiện tại thì cái việc mà Bitcoin hay là thị trường đang giảm như vậy thì có đó đáng lo ngại hay không? Là thị trường sẽ tiếp tục tụt sâu hay là nó sẽ hồi phục lại ở trên cái xu hướng về dài hạn? Đây, chúng ta sẽ dùng cái video này để nhìn tầm nhìn dài chứ không phải dùng video này để dự đoán trong ngắn hạn, đúng không nào? À, sau đấy thì cuối video thì Thiện sẽ dự đoán một số cái tình hình thị trường trong sắp tới, trong nửa năm cuối đấy ạ, và năm sau. Thì hy vọng là cái video này sẽ hỗ trợ cho anh em cái tầm nhìn xa để nắm bắt được cái cơ hội của thị trường crypto này. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn lại cái quá khứ một chút xíu để nhìn được cái quá trình bơm thổi và tăng trưởng của thị trường như ra sao ha. À, các bạn hãy nhìn màn hình nhá. Các bạn nhìn màn hình thì hiện tại đây là mình đang mở là cái chart Bitcoin. Thì cái việc mà giá Bitcoin tăng trưởng thì nó bắt đầu khoảng tầm từ tháng 10, tháng 11 năm 2020 cơ, chứ không phải là mới tận 2021 mới tăng. Đáng lẽ ra thì thường là sẽ tầm khoảng là tháng 12, thường là Noel thì nó thường là sẽ xả. Nhưng mà năm 2020 đến tận 2021 nay á, thì đều là một đà tăng trưởng mạnh và tăng đột biến từ Bitcoin, từ cái vùng khoảng tầm dưới 10.000, 11.000 mà tăng hiện tại lên tận trên 64, 65.000. Hiện tại đang điều chỉnh về là khoảng vùng 30 đến 39 đó, nó đang giật giật con này. Thì nhìn trên một cái góc độ thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái chu kỳ tăng rất là mạnh từ từ tháng 10, tháng 11 năm ngoái đến tận bây giờ, từng cây xanh liên tục đúng không ạ? Đây là đến tháng nhé, đây đến tháng không phải đến ngày hay đến tuần đâu. Chỉ có hai cây đỏ là vào cái thời điểm là tháng 5, à, tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, tháng 4 và tháng 5 vừa rồi thì nó giảm. Hai cây đỏ này thì nó, nếu nhìn chung theo cái chart ở trong khoảng ngắn này của tháng này thôi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là đây nó giống như một cái biểu tượng, cái dạng, cái kiểu như là điều chỉnh hơn là một cái dạng là tụt hẳn, tụt sâu. Vì nếu tụt hẳn tụt sâu thì mình sẽ mở cho các bạn nhìn thấy cái quá trình 2018, 17, 2018 cái đợt từ Bitcoin từ 20.000 lùi về vùng là tới tận là 3 đến 4.000 đô ấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây nó giảm xuống này. Nó giảm hẳn như thế này. Là thể hiện một cái sự giảm đà hẳn luôn. Thì nếu như hiện tại cái chart này của chúng ta cũng tăng trưởng như thế này, nếu như mà những cây nến này mà nó không có sự bứt phá nào mà hồi lại ở trên vùng 50 hay 60 thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là cái việc là thị trường nó sẽ down sâu như này. Nhưng mà hiện tại thì các bạn nhìn thấy là chart cũng như thông tin cũng như cái lượng tiền đổ vào của cuộc chơi này thì càng ngày càng nhiều. À, ví dụ như điển hình các bạn thấy là hiện ngày xưa thì các tỷ phú không hề để ý đến chuyện này, Bitcoin hay là để ý thị trường crypto. Hiện tại thì các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức về tỷ phú này kia, rồi là một số cái quỹ đầu tư lớn mà đáng từng đầu tư ở bất động sản, đầu tư ở vàng hay là forex, thì bây giờ người ta chuyển sang từ bên đấy, họ chuyển sang bên đầu tư crypto. Đây là một cái nguồn tiền mới và dần tới là cái thị trường chúng ta đang mở rộng ra rất là lớn. Bên cạnh đấy thì các chính phủ thì có một số nước quốc gia cũng đang chấp nhận cái việc là sử dụng Bitcoin hay là crypto để thành tiền tệ để thanh toán. Thì chính cái điều này thúc đẩy cho cái việc hợp pháp của thị trường crypto trong cái thời gian tương lai. À, mình cũng nhìn nhận đấy là mình thiên về cái hướng là trong giữa năm, từ năm bắt đầu từ giờ đến tận cuối năm và sang năm sau thì xu hướng Bitcoin sẽ tăng nhiều hơn so với là giảm về chiều dài, đúng không ạ? Sẽ chiều dài, đang góc nhìn nhận của mình thôi, dựa trên phân tích rằng là những thông tin mình có cộng với việc là nhìn cái thị trường đang nở rộ và mở rộng ra, ok ha. Còn về một số bạn thiên về cái hướng là thị trường sẽ down và giảm thì nó nghe hơi vô lý, nhưng mà cũng có một chút thuyết phục. Nếu như trong trường hợp là thị trường khủng hoảng tài chính và tất cả các ngành nghề đều giảm thì có thể nó sẽ kéo theo cả thị trường crypto cũng giảm theo. Nhưng mà bên cạnh đấy thì nếu như phân tích theo hướng này thì cũng có một số cái lý luận, một số cái góc nhìn của một số chuyên gia thì cho rằng là khi khủng hoảng thì người ta in rất là nhiều tiền và bỏ vào trong cái việc là kinh doanh hay là làm ăn kinh doanh thì nó quá khó vì dính về dịch tận, đúng không ạ? Dính dịch cho nên là không thể làm được, thì người ta phải đầu tư sang cái các cái mảng như là forex, chứng khoán hay là crypto thì nó sẽ an toàn hơn. Ngay cả bất động sản thì nó sẽ hơi chứng lại do dịch Covid, đúng không ạ? Rồi ok, đây là cái chart của Bitcoin. Bây giờ mình sẽ mở một số cái chart của một số đồng coin khác để các bạn nhiều có một cái góc nhìn, nhìn thấy sự bơm thổi và luân chuyển của dòng tiền ở trong năm nửa năm đầu, ok ha. Bitcoin các bạn sẽ nhìn thấy nhé, nó tăng bắt đầu từ tầm tháng 10, tháng 11, 2020 và tăng đều, tăng mạnh lên tận tháng 5, tháng 6 thì mới giảm đấy chứ. À, tháng 4, tháng 5 mới giảm và tháng 6 thì hồi phục lại. Đây, đang hồi phục. Ok ha. Bây giờ mình sẽ mở con thứ hai chính là con Ethereum. Thì Ethereum thì nó hơi giống Bit. Hơi giống Bit nhá.
thì bắt đầu cũng là tháng nó bắt đầu tăng mạnh từ tháng nửa năm trước 2020, nhưng mà cái việc mà tăng mạnh nhất thì nó cũng là giống như Bitcoin, là Bit tăng nó tăng theo, là bắt đầu từ tháng 10 tháng 11 2020 để tăng đến tận bây giờ. Thì các bạn cũng nhìn thấy rằng là cái việc mà Bitcoin điều chỉnh giảm của tháng 4 á, và tháng 5 á, thì nó lại không ảnh hưởng nhiều đến cái việc là tăng giảm giá của Ethereum. Và điều đặc biệt là vào tháng 5 của Bitcoin thì lại giảm, nhưng mà lại tháng 5 của Ethereum thì tạo cái đỉnh cao nhất luôn, là từ trước đến nay là khoảng tầm 4.350 tầm đấy. Và hiện tại thì đang tháng 6 thì cái cây nến đỏ này thì nó vẫn là đang ở trong cái mức là giá rất là cao, từ 2.400 đến 2.500. Thì cái điều này nó thể hiện cho cái việc là cái xu thế cũng như là cái việc các cái đồng altcoin đang chiếm cái thị phần của Bitcoin á, thì các cái dạng altcoin khác so với Bitcoin nhá, thì đang có cái tính rằng là tính giảm nó chậm hơn so với Bit, chậm giảm hơn so với Bit, đúng không? Nếu như mà chúng ta bỏ qua cái vấn đề là cái đỉnh cao này đi, thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy được là hiện tại là so với cái tháng tháng 3 nhé, tháng 3 của 2021 thì Ethereum vẫn chưa giảm nhiều. Chỉ có tháng 4 so với cây nến đột biến là tăng tới 4 ngàn mấy, thì chúng ta mới nhìn thấy là E đang chi hai thôi, đúng không nào? Đây là con Ethereum nhé. Mình sẽ mở một số con khác, ví dụ như là con BCH. BCH thì nó cũng là cùng loại, là một cái dạng coin cũ, coin giống Bitcoin nhưng mà ở là thuộc cái dạng top coin cũ ha. Ethereum thì là thuộc dạng nền tảng, đó, cạnh tranh trực tiếp với lại Bit, nhưng mà đứng là xếp hạng thứ hai ha. Còn con thứ ba tư mà ngày xưa đến trước giờ thì BCH cũng là một con top rất là mạnh, thì nó lại có cái xu hướng là giống y chang với E, tăng khá là muộn so với Bit, nghĩa là Bit tăng rồi tụi nó mới tăng, nhưng mà khi tăng thì tăng rất là mạnh. Và tháng 5 vừa rồi khi mà Bit giảm điều chỉnh ấy, thì tụi nó lại tăng đỉnh điểm nhất ngay cái đoạn cú hồi của Bit, thì tụi nó lại bay rất là mạnh và cao, đỉnh điểm tới tận là bay lên lên tới tận là 1.600 đô một BCH. Hiện tại thì tháng 6 thì nó cũng đang giống E, là đang điều chỉnh xuống, nhưng mà cái con này thì nó điều chỉnh sâu hơn so với ETH. ETH thì nó sẽ bằng khoảng tầm là 20% so với đỉnh của tháng 3. Còn con này thì nó tụt khá là sâu, nó về lại gần như là ở vào cái tháng 1, tháng 2 của tháng 21 rồi. Ok, đây chính là con BCH. Thì sẽ mở một cái con đại diện cho coin sàn nữa, là chính là con BNB, chính là con coin sàn của sàn Binance ha. Binance này, sàn Binance đây chị nha. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái việc tăng trưởng của sàn Binance, của con BNB thì nó tăng khá là ác, nhưng mà cái đỉnh điểm mạnh nhất của nó thì nó lại không phải rơi vào tháng 10, tháng 11 năm 2020, mà nó tăng khá là muộn, gần như là vào tháng 1, tháng 2 của 2021 thì bắt đầu bay. Đó là thời điểm mà khi mà nó ra cái Binance Smart Chain thì nó mới tăng mạnh nhất, là cái nguồn thông tin mà cái đẩy cái việc là cái chain Binance Smart Chain mới tăng mạnh nhất. Và cái đỉnh điểm của nó thì cũng là gần 700 đô, gần 700 thôi nhá, khoảng tầm 608 mấy đô thôi. Thì vào tháng 5 thì nó mới tụt xuống và tháng 6 thì nó đang hồi phục lại. Về cái nhịp độ hồi phục của con này khá là nhanh, và cái chain Binance Smart Chain vẫn chưa chưa dừng lại ở đây. Không nào, các bạn cứ để ý những thông tin của mình, để lát nữa mình sẽ phân tích là tháng 6 thì các bạn nên đầu tư từng loại nào trước và loại nào sau, đồng nghĩa nào. Rồi tiếp theo thì mình sẽ mở cho các bạn một cái con đại diện của cái chain Polkadot, chính là con Dot nha. Thì con Dot này thì nếu các bạn nhớ không nhầm thì các bạn sẽ nhớ là con này thì nó tăng bắt đầu từ cái trend Polkadot, tức là trend IDO trên Polkadot thì bắt đầu từ tháng từ tháng 11, 12, 2020 thì nó tăng rất là mạnh lên rồi. Tới tận là tháng 1, tháng 2 của 2021 đó là tăng mạnh nhất. Đỉnh điểm khi Bitcoin tăng mạnh cao nhất thì tụi nó cũng lập được kỷ lục là gần 50 đô. Gần 50 đô thôi nhá. Ok ha. Và tháng tháng 3 nó bắt đầu có dấu hiệu giảm rồi. Tháng 4 nó có dấu hiệu giảm rồi. Đây, tháng 5 là giảm sâu nhất. Sau đấy tháng 6 hiện tại vẫn đang giảm ở đây, nghĩa là cái thể hiện cho việc cái trend Polkadot nó đang giảm nhiệt, trend Polkadot đang giảm nhiệt, đúng không ạ? Rồi ok ha. Rồi mình sẽ mở một số con khác, ví dụ như là con FTT cũng là y chang dạng coin sàn này, về nó bắt kịp cái trend của con BNB, nghĩa là con BNB kéo theo các cái con khác của coin sàn cũng tăng. Thì ví dụ như HT của Huobi hay là FTT của sàn FTX thì cũng tương tự nha, thì vào tháng 5 tụt và tháng 6 tụt, nó tụt theo đà của Bit. Vậy nhìn nhận một góc nhìn chung thì 6 năm 6 tháng đầu của năm 2021 thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái việc Bitcoin tăng
và kéo theo các cái chain như là chain của Polkadot, chain của Binance Smart Chain hay là chain của sàn, hay là một số cái đồng coin tốt cũ đúng không, hay là một số các cái đồng như NFT chẳng hạn, thì nó cũng tương tự như này. Thì tháng 6 này cho đến tận cuối năm thì mình thấy lần lượt nó sẽ được hồi phục như sau. Nếu như Bitcoin hồi phục nhé, nếu trong trường hợp Bitcoin hồi phục hoặc là Bitcoin đi ngang sideways thì nó sẽ lần lượt nó sẽ bơm thổi dạng như này. Đầu tiên các bạn hãy để ý hai dạng đầu tiên sẽ được hồi phục khá là nhanh, đó chính là coin sàn, coin sàn, và dạng thứ hai chính là dạng NFT, nó sẽ hồi phục trước. Và sau khi nếu như Bit mà tăng hồi phục lại nhé, trong trường hợp Bit hồi phục lại thì chúng ta sẽ thấy ngay các cái dạng của Ethereum sẽ tăng, nó sẽ kéo theo các cái dạng ERC20 sẽ tăng theo, đúng không ạ? Rồi. Và việc cái việc là BNB có nghĩa là đồng BNB tăng á, thì nó cũng sẽ kéo theo các cái dạng của trên Binance Smart Chain có thể hồi phục lại, có thể là tùy thuộc vào từng dạng khác nhau nhé. Có một số dạng nó hơi hỗn hợp cho nên mình không thể cụ thể dạng nào, nhưng mà các bạn cũng sẽ để ý là cái dạng đốt hiện tại thì đang ở trong cái chu kỳ giảm khá sâu và hiện tại thì chưa được mọi người để ý nhiều lại, nên là đốt mình thì nó sẽ hồi phục khá là muộn so với lại những cái dạng đấy. Có thể khi khi mà tụi anh em của các cái dạng như là dạng Binance Smart Chain hay dạng Heco Chain nó tăng thì mới đến lượt quay trở lại cái vòng đời của đốt. À, bên cạnh đấy thì mình cũng muốn phân tích, nãy mình quên, thì mình cũng muốn mô tả các bạn một cái dạng nữa mà có thể hot trong cái từ tháng 6 đến tháng 8, cực kỳ hot, đó chính là các cái dạng của nền tảng tiếp theo là Solana. Solana nhé, các bạn nhìn vào cái tháng thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bắt đầu từ tháng 11, 12, 20 bắt đầu tăng, đấy ạ. Thì tới 2021 này đỉnh điểm là tới tận là tháng 5, nên nó hơi giống ETH, thì nó đạt cái đỉnh là gần 57 đô, 58 đô và y chang ETH nhé, nhưng mà hồi phục của Solana mạnh hơn so với Ethereum. Thì điều này nó thể hiện cho gì? Nghĩa là trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 sắp tới thì rất là nhiều đồng coin đang được phát triển trên nền tảng của Solana và được hỗ trợ và ưu tiên khá là nhiều. Thì thay vì các bạn để ý những cái dạng của Ethereum hay là dạng của Dot, thì các bạn tháng 6 và tháng 7 này ngoài việc ưu tiên coin sàn hồi phục, ưu tiên NFT ra, thì cái việc các bạn để ý các cái dạng của Solana cũng như là của các cái dạng coin trên Solana thì các bạn nên ưu tiên nhé. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn bắt được cái sóng trend trong cái việc là giữa năm đến cuối năm tốt hơn. Dự đoán cá nhân của mình thì nếu như mà không có gì xấu cho Bitcoin và không có thông tin gì quá tệ cho Bitcoin thì mình nghĩ là trong cuối năm nay Bitcoin sẽ hồi phục lại cao hơn so với đỉnh cũ, có thể vượt mốc trên 70, có thể đạt 100k. Kéo theo đấy thì là các cái dạng như là Solana đại diện nha, đại diện là Solana và các cái con trên Solana, rồi là Ethereum và một số đồng coin trên ERC20 rất tốt, một số dạng trên Polkadot, rồi là các đồng coin sàn thì nó sẽ là bay mạnh theo. Đây là mình đã phân tích theo dạng tốt nha, còn cụ thể của từng con số con nhỏ nhỏ theo từng trend của tụi nó, của dạng như NFT hay là một số con này con kia, thì các bạn cũng nắm bắt tình hình, vì thường nó sẽ bay cùng dạng ha, nó sẽ bay theo cùng dạng, các bạn nắm bắt tình hình để có thể bắt được từng trend. Vì sao mình phân tích từng tháng để cho các bạn nhìn thấy rằng là con nào bay trước, con nào bay sau, con nào hồi phục trước, con nào hồi phục sau, và từ cái cách hồi phục này, từ cái cách mà nó bơm thổi này để các bạn nhìn nhận được là nó sẽ bơm từng đoạn, từng phân đoạn ở trong cái thị trường crypto, và chúng ta sẽ bắt từng cái phân đoạn đấy để có thể kiếm lợi nhuận tối đa nhất. Chứ không, nếu như hiện tại một số bạn nhảy vào ôm một số cái con hồi phục chậm hơn và các bạn bỏ qua những cái trend thời điểm hiện tại thì có khi bạn sẽ khá là tiếc nuối, đúng không nào? Rồi ok. Vậy tổng quát rằng là 6 tháng vừa rồi, trong cái việc là đầu năm 2021 thì vẫn đang nằm trong đà tăng trưởng, vẫn đang rất là mạnh. Cho dù hiện tại trong tháng 5 đã giảm, thì với cái giá hiện tại của Bitcoin là khoảng tầm 39.000, 39 vùng 35 39 ha. Thì so với cái việc đáy trước đó của nó là dưới 20 thì hiện tại thì vẫn đang là đà tăng trưởng rất mạnh, rất rất mạnh ở trong năm nay. Nó cũng thể hiện cho cái điều mình vừa nói là cái cuộc chơi đã mở rộng rất là nhiều. Các bạn đừng quên cái chuyện mở rộng này nhé, vì nó giống như việc là chỉ có trong một cái trò chơi mà chỉ có 5 thằng ngồi chơi với nhau thôi, bây giờ nó có thêm khoảng 10-20 thằng nữa vào chơi thì cái cuộc chơi nó sẽ mở rộng ra, thì cái việc giảm giá hoặc là thua thắng thua trong thị trường này nó sẽ khác đi rất là nhiều, và cái cuộc chơi nó sẽ không giống như ngày xưa nữa. Nên là mình sẽ phủ quyết cái câu chuyện là nếu như mà việc là cuộc chơi mở rộng ra mà một số ông lại bảo là Bitcoin về đồ đá, hoặc thằng dở hơi cám lợn nào đấy nó có thể bảo là Bitcoin có thể về giá không đồng, không có giá trị nào đấy đâu cả, thì mình phản đối, ok không? Mình phản đối câu chuyện đấy, ok. Còn theo cái đà tăng của công nghệ
theo đã tăng công nghệ thì các bạn để ý là trong năm những năm gần đây thì mọi người trẻ cũng như tiền bạc hay đổ về những gọi là sàn thương mại điện tử, đổ về các cổ phiếu đúng không ạ, đổ về vàng, chứng khoán hoặc là bất động sản, nhưng mà thường là có những cái liên quan đến online, thường liên quan đến cái marketing đúng không ạ. Rồi các bạn cũng sẽ để ý rằng là những cái cổ phiếu liên quan đến công nghệ, cổ phiếu liên quan đến tech ấy, thì đang được tăng trưởng rất là mạnh. Thì chính cái điều đấy các bạn nhìn thấy một cái dòng chảy về công nghệ rất là mạnh, thì không có lý do gì blockchain là 4.0 đúng không ạ, thì nó lại giảm được, nghe rất là vô lý đúng không nào. Nên là nếu nhìn vào tầm nhìn dài hơn, nhận định dài hơn là nhìn bằng năm, thì mình nghĩ rằng là năm 2020, 2021, 2022 và 23 thì sẽ là năm đỉnh điểm của công nghệ. Cho nên là nếu như những anh chị đang xem video này của mình và tin tưởng những lời mình chia sẻ, thì các bạn hãy ưu tiên tiền bạc của bạn đầu tư thiên hướng về những sản phẩm về công nghệ được không ạ? Những cái có thể là cổ phiếu về công nghệ, cũng có thể là crypto, cũng có thể là đầu tư những cái khác, nhưng mà liên quan đến công nghệ thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với các bạn đầu tư các cái mảng lĩnh vực khác. Ok ha, đây là chia sẻ của mình. Hy vọng là những chia sẻ của mình nó sẽ mang lại cái ý nghĩa cũng như tầm nhìn mới cho các bạn. Chúc các bạn trong mấy năm tới sẽ kiếm rất là nhiều tiền. Mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trader Việt Nam. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và có ích, đừng quên là nhớ like cho mình một cái, sau đấy share hoặc là bấm subscribe để xem những video sau của mình nhé. Ok.